kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, thành phố Adipka rất gần thành phố Donetsk, thủ phủ vùng Donbass. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt cược danh tiếng của mình vào Adipka và muốn giữ thành phố bằng mọi giá. Tuy nhiên, ông đã thất bại. Cựu thứ trưởng quốc phòng Mỹ vừa qua cũng đã lên tiếng chỉ ra một số nguyên nhân khiến Adipka rơi vào tay nga. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Brien vừa có bài viết trên trang Asian Times phân tích những khả năng có thể xảy ra với Ukraine sau khi Kiev để mất Adipka và tay Nga. Ông cũng chỉ ra nhiều chuyện hậu trường. Theo cựu Thứ trưởng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đặt cược danh tiếng của mình vào Adipka và muốn giữ thành phố bằng mọi giá. Tuy nhiên, ông Oleksandr Shishky, người từng là chỉ huy mặt đất dưới quyền ông Zaludny, trở thành tân tổng tư lệnh. Ông Shishky lại là người có chiến thuật dẫn đến sự sụp đổ của Bakhmut cùng với thương vong rất nặng nề. Sau khi nhậm chức, ông Shisky ngay lập tức triệu tập 3-4 lữ đoàn để cứu Adipka nhưng không thành công. Ông giao lữ đoàn 3 tham gia cuộc xung đột ở Adipka. Lữ đoàn 3 trên thực tế là lữ đoàn Azov được cải tổ. Được biết, lữ đoàn 3 không hoạt động như mong đợi. Khi họ tiến vào Adipka từ phía Bắc, tình hình đã rất nghiêm trọng. Thời điểm đó, có khoảng 4.500 binh sĩ Ukraine ở phía Bắc thành phố, hầu hết ẩn náu trong nhà máy than cốc. Ngoài ra, 3.500 người khác ở trung tâm thành phố, gần các quận của thị trấn phía nam và một sân bay cũ bị bỏ hoang. Lữ đoàn 3 không tuân lệnh và chạy khỏi thị trấn, chống lại mệnh lệnh của ông Shishky và ông Zelensky. Một số thuộc lữ đoàn 3 đã đầu hàng quân đội Nga. Đây chính là nguyên nhân khiến Tổng tư lệnh siski ra lệnh rút lui khỏi Alipka. Động thái rút lui là một đòn giáng mạnh và uy tín của ông Zelensky, nhưng ông Shishky không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công khai rút lui. Việc mất Adipka khiến ông Zelensky rơi vào tình thế tồi tệ ông đã mất đi những người ủng hộ nhiệt thành nhất trong quân đội bằng cách làm bẽ mặt chỉ huy cũ Zaludny và thay thế bằng Shishki. Theo tờ New York Times, sau khi để mất Adipka, lực lượng Ukraine sẽ cần một tuyến phòng thủ mới ở những địa hình hiểm trở, trong khi Nga cố gắng tận dụng lợi thế của mình. Với việc quân đội Nga chiếm được thành phố Adipka ở miền đông Ukraine ngày 17 tháng 2, chiến tuyến đã thay đổi đáng kể, dẫn tới một chương mệt mỏi tiếp theo của cuộc xung đột khi lực lượng Ukraine rút lui và quân đội Nga đang cải tổ để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Thất bại của Ukraine tại thành phố vốn bị bao vây, tranh giành kể từ năm 2014, xảy ra vào thời điểm đặc biệt nguy hiểm. Khi cuộc chiến chuẩn bị bước sang năm thứ ba, lực lượng Kiev đang thiếu đạn dược và phải đối mặt với tình trạng thiếu quân ngày càng trầm trọng. Sau cuộc rút lui khỏi Adipka, những vấn đề này càng trở nên trầm trọng hơn do địa hình bằng phẳng và khó phòng thủ ở bên ngoài thành phố. Nếu không có những ngọn đồi nhấp nhô, những con sông lớn hoặc những công sự kiên cố như đã được xây dựng xung quanh Adipka trong hơn một thập kỷ qua, Ukraine có thể sẽ phải mất nhiều vùng đất hơn để kiềm chân các đơn vị Nga. Vừa qua tại Brussels, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Rafael Grossi cho biết, liên minh châu Âu EU phụ thuộc vào uranium của Nga nên việc trừng phạt ngành hạt nhân của nước này là không thực tế và đặt ngành hạt nhân ở nhiều nước vào tình trạng bế tắc. Tuyên bố trên được ông Grossi đưa bên thêm cuộc họp của các ngoại trưởng EU về chương trình làm giàu hạt nhân của Iran. Trước đó, một số quốc gia thành viên EU đã đề xuất mở rộng lệnh cấm vận của khối đối với nhiên liệu hạt nhân mà Moscow bán. Tập đoàn năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Rosatom của Nga nằm giữ gần 50% cơ sở hạt tầng làm giàu uranium toàn cầu và chiếm gần 36% lượng xuất khẩu của thế giới trong năm 2022. Rosatom đang xây dựng hơn 20 lò phản ứng hạt nhân trên khắp thế giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary tới Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ. Tháng 11 năm 2023, chính phủ Mỹ đã ghi nhận một thực tế đáng lo ngại rằng gần 20% nhiên liệu hạt nhân mà các nhà máy điện Mỹ sử dụng đều đến từ Nga. Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Catherine Hook nói việc nước này chấm dứt sự phụ thuộc vào Nga là rất quan trọng. Hiện có nhiều tin đồn rằng Mỹ có kế hoạch cấm nhập khẩu uranium của Nga kể từ năm 2028. Công thầu ông Grossi, nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân của Nga sẽ khiến EU tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và điều này khó có thể xảy ra. Ông cũng lưu ý rằng nhu cầu toàn cầu về uranium đã được làm giàu đang thực sự tăng lên. Ông Grossi thừa nhận, Thành thật mà nói, tôi thấy khả năng làm giàu uranium của Nga ngày càng gia tăng trên thế giới thay vì giảm đi. Lãnh đạo IAEA cho biết sẽ sớm tới thăm Moscow và gặp tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi tiếp tục tới Tehran để đàm phán với chính phủ Iran về chương trình hạt nhân của nước này. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ hiện đang thúc đẩy sản xuất uranium độ giàu thấp với các dự án như cơ sở của Sanchez Engineer Corp tại Ohio. Trong khi đó, Vương quốc Anh có kế hoạch đầu tư phát triển năng lực sản xuất uranium độ giàu thấp cho các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào Nga, Mỹ và một số nước châu Âu đã công bố các kế hoạch điện hạt nhân đầy tham vọng trong những thập kỷ tới nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, tình trạng thiếu sản xuất uranium bên ngoài Nga có thể cản trở các kế hoạch này. Các lệnh trừng phạt đối với mặt hàng năng lượng và các sản phẩm khác của Nga sau xung đột Ukraine đã dẫn đến tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên, uranium và các nguyên liệu quan trọng khác trên toàn cầu. Tình trạng này đã thúc đẩy một số cường quốc đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ và tăng cường sản xuất nhiều loại năng lượng và vật liệu có liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động sản xuất uranium mới có thể sớm xuất hiện ở châu Âu và Mỹ. Trong khi Mỹ và châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với việc nhập khẩu các sản phẩm năng lượng như dầu và khí đốt của Nga, việc thực hiện biện pháp tương tự với uranium lại khó khăn hơn do thiếu nguồn cung thay thế. Nga đang kiểm soát khoảng 40% cơ sở xử lý uranium trên toàn cầu và 46% tổng công suất làm giàu uranium thế giới. Nước này cũng đi trước các đối thủ cạnh tranh khi sản xuất các loại uranium cải tiến, chẳng hạn như uranium độ giàu thấp với tỷ lệ làm giàu 15-19,75%, đến vốn cần thiết để cung cấp năng lượng cho lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới nhất. Khi châu Âu đa dạng hóa nguồn cung uranium, Kazakhstan đã trở thành nhà cung cấp chính, cung cấp 26,82% lượng uranium của Liên minh châu Âu EU vào năm 2022. Kazakhstan đã tăng cường năng lực sản xuất đều đặn trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, Niger chiếm 25,38% nguồn cung uranium cho EU, còn Canada chiếm 21,99%. Các chuyên gia lưu ý, châu Âu và Mỹ phải phát triển khả năng sản xuất uranium nội địa nếu muốn tránh hoàn toàn việc sản xuất uranium có liên quan đến Moscow, cũng như đảm bảo rằng họ vẫn có khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Trung tướng Nga Igor Kirillov người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của lực lượng vũ trang Nga cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Ông Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả liệu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất vào ngày 28 tháng 12 năm 2023. Với hợp chất CS, một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát bạo lực, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên, có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông cho rằng Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine và vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ một quốc gia không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai. Ông cũng cho biết vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, lực lượng của Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái, mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin, được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm, ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Theo ông Kirillov, loại hóa chất tương tự cũng được Kiev sử dụng vào ngày 3 và ngày 11 tháng 8 năm 2023, gần là Roboti. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ tố Kiev sử dụng chất độc hại chống lại quân nhân Nga, cũng như đầu độc các quan chức cấp cao vào tháng 8 năm 2022. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraine dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây đang phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hydroxyanic và ammoniac để ngăn chặn bước tiến của lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng, kế hoạch được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Trước đó là thuốc giải độc phốt pho hữu cơ và khí mù tạt cùng một số chất khác được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Kirillov bình luận, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Trước đó, Ukraine đã cáo buộc Nga sử dụng hóa chất độc hại trong hơn 200 cuộc tấn công trên chiến trường chỉ trong tháng 1. Một sự gia tăng mạnh mẽ việc sử dụng loại vũ khí này kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tháng 2 năm 2022. Tuyên bố mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ ra CS hay hơi cay được Nga sử dụng trong nhiều loại lựu đạn khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 815 trường hợp Liên bang Nga sử dụng đạn dược chứa hóa chất độc hại đã được ghi nhận. Trong số này, chỉ tính riêng tháng 1 năm 2024 là 229 trường hợp. Tướng Oleksandr Tanavsky, chỉ huy nhóm tác chiến Tavria, đóng ở phía đông nam cho rằng quân đội Nga đã vận chuyển đạn dược chứa hóa chất bằng máy bay không người lái. Và trong đó, ông này đề cập đến chloropicrin, chất được sử dụng làm khí độc trong Thế chiến thứ nhất. Khí CS là loại khí được lực lượng cảnh sát sử dụng rộng rãi, bị cấm trên chiến trường theo công ước quốc tế về vũ khí hóa học, trong đó nêu rõ tại điều 1. Mỗi quốc gia thành viên cam kết không sử dụng các chất kiểm soát bạo loạn như một phương thức chiến tranh.